Đây là một trong những chứng tích một thời chiến tranh của Đà Nẵng, nghĩa địa Ifanyo, nơi chồng các lính Pháp và Tây Ban Nha thiệt mạng khi tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1860. Trong cuộc chiến phi nghĩa của thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, mở đầu là cuộc tấn công vào Đà Nẵng. Đã gần 200 năm, những người lính viễn chinh Pháp vẫn chưa về được với đất mẹ của họ ở phía trời Tây. Hiện nay, vong linh họ vẫn được ấm áp bởi nơi họ nằm luôn được người dân địa phương hương khói. Cuộc chiến phi nghĩa mà họ trực tiếp tham gia đã gây nhiều đau thương cho nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng. Và đây là chỉ dấu cho sự đau thương đó. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất quê Trung hơn 70 năm, luôn có nguyện vọng tìm hiểu sâu về vùng đất hóa quê xưa, nên ông Ngô Văn Điền thường xuyên tìm hiểu khu di tích lịch sử văn hóa quê Trung qua nhiều tư liệu, lời kể của các cụ cao niên trong làng. Hôm nay, ông đến thăm nơi yên nghỉ của hàng ngàn nghĩa binh đã vị quốc vong thân trong cuộc kháng chiến chống sự xâm lược của liên quân Pháp Tây Ban Nha tấn công vào Đà Nẵng cách đây gần 200 năm. Nơi yên nghỉ đó là nghĩa chủng Hòa Vang. Thạc sĩ Lưu Anh Rô đã tham khảo cái vùng đất này và gặp cụ Hương Mưu. Cụ Hương Mưu đã dịch lại những cái câu chữ Nho hiện nay chúng ta đang thấy, tức là gồm có một cái tấm bia lớn nằm trong một cái nhà bia là có đề bốn chữ là Hòa Vang nghĩa chủng, và có hai câu đối hai bên. Là câu thứ nhất là ăn tim khô cốt di truyền cổ, câu thứ hai tịch cập tàn hồn tái kiên kim, có nghĩa là ăn đức của nhà vua thấm đến những bộ xương khô nay còn sót lại, và câu thứ hai là tịch cập tàn hồn tái kiên kim, có nghĩa là những hạt mưa móc mà vua ban cho những hồn vất vưởng như sống lại hôm nay. Cụ Hương Mưu là một cụ ngày xưa là cụ thân hào nhân sĩ tại cái làng hóa quê Tây, cụ là cao niên nhưng mà cụ rất là thông nho, rất là am tường về cái lịch sử của cái làng quê Trung ngày xưa, cho nên cụ đã biết được cái diễn biến, và cụ chính cụ là người trực tiếp tham gia vào cái công việc mà dời các cái mộ này từ cái trảng dài nay là thuộc phạm vi của cái sân bay Đà Nẵng dời về đây. Nghĩa chủng Hòa Vang hiện nay nằm ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Hơn 1.000 hài cốt của các nghĩa sĩ được bố trí chỉnh tề, truyền dấu cũ về một thời oanh liệt của nhân dân Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng, cả nước Việt Nam nói chung trong cuộc chiến giữ nước. Vào giữa năm 1866, tức năm Tự Đức thứ 19, hài cốt các nghĩa binh được quy tập về xứ Trũng Bò, làng Nghi An, xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang. Những năm 1920 và năm 1962, qua hai lần mở rộng sân bay Đà Nẵng do Pháp, sau đó là Mỹ thực hiện, nghĩa chủng được dời về khu Bình Hòa 1 thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ ngày nay. Ngôi mộ của tướng được đặt chính giữa, chung quanh là mộ nghĩa binh. Trung tâm của nghĩa chủng được bố trí như một khu vực để tướng và quân bàn chuyện chính sự. Theo lời kể của cụ Hương Mưu, thì sau khi mà di dời ngôi mộ có một cái thẻ bài, thì thẻ bài đó được kết luận là đây là một vị tướng đã đưa về đây và xây riêng một cái mộ lớn nằm phía giữa. Và sau cái mộ lớn là cái phần đất rộng để mà tế lễ. Kế nữa là cái ngôi mộ của hai vị tướng, đó là Nguyễn Viết Khăn và một vị tướng là Nguyễn Thường Chất. Hai bên của ngôi mộ, trái và phải là của binh lính. Sau khi đã yên vị tại Khuê Trung, mỗi năm cứ đến những ngày lễ trọng của làng và những ngày lễ lớn của đất nước, nơi đây đón nhiều đoàn khách khắp nơi đến thăm viếng. Sự thăm viếng thường xuyên của người dân đã đem đến cho di tích luồng sinh khí thiêng liêng, ấm áp.
Từ nghĩa trũng này, những câu chuyện, sự quả cảm của những nghĩa sĩ nón dấu, đai vàng, khiên mang, đạn vác vẫn được kể mãi. Dấu xưa sử cũ, chuyện linh thiêng về nơi này vẫn được nhân dân truyền giữ. Hỡi các anh hùng, hãy về nơi đây, chứng minh cho tâm lòng luôn chân thành. Em rất là tự hào khi mà ở địa phương mình đang sống có một cái di tích thuộc di sản quốc gia, và đây cũng là di sản về tâm linh này, nó sẽ là sẽ mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng em cũng như thế hệ trẻ thời hiện đại. Bởi vì dựa trên cơ sở nền tảng như thế này thì tụi em mới có thể phấn đấu để xây dựng nên đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Không chỉ những năm gần đây và hiện nay, mà từ nhiều năm trước, mỗi độ vào xuân hoặc vào những ngày lễ trọng của làng, của đất nước, dân làng Khuê Trung và nhân dân nhiều địa phương lân cận cùng về nghĩa trũng dân hương tưởng nhớ các anh hùng nghĩa sĩ đã vị quốc vong thân. Nhiều năm trôi qua, xuất phát từ lòng kính trọng, biết ơn mà người dân địa phương đã linh thiêng hóa khu nghĩa trũng. Họ coi đây là nơi thiêng liêng nhất của làng để thể hiện tâm linh mà hành thiện. Và cũng vào những mốc thời gian nói trên, dân làng Khuê Trung cùng tề tựu tại vùng đất thiêng để long trọng tổ chức lễ tế nghĩa sĩ. Kể từ thuở nước sông Hàn ai ba phen cuồn cuộn đào cái dương băng pha lũy an đồn. Mây sơn trà năm bảy lớp uồn uồn sung nghĩa sĩ vang rền thành điện hai. Rồi từ đây Đà Nẵng thành xã trường chuyên lý quách đồn thành xíu cây cỏ tiêu điều chiếm muôn sao sắc. Nhớ linh xưa còn cháu Việt Nam bốn dòng hồng là sinh trên đất tổ sông giữa quê hương thế thời gặp bụi nhiều nhương thường dân biên thành nghĩa sĩ. Gìn giữ non sông tổ quốc xa thân trong giặc Tây Dương đáp đền nợ nước ơn vua vẹn giữ trung quân ái quốc. Sống hơn một thế kỷ trên vùng đất hóa quê xưa, nay là Khuê Trung. Khi chúng tôi thực hiện tập phim này, cụ ông Trần Văn Học sắp bước vào tuổi 103. Hiện cư ngụ tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thuộc Khuê Trung trước đây. Ông không đến được khu di tích Khuê Trung vì tuổi quá cao, đi lại khó khăn, nhưng vẫn rành rọt kể lại những ký ức xưa. Nghĩa trũng á, linh thiêng thì tất cả có cái chiến sĩ ở đó, nhưng mà cái miếu bò là linh thiêng, cho nên cái nhân gian của Khuê Trung hiện bây giờ tất cả những vị trí họ chiên chỏ cầu nguyện gì là họ tới cái miếu bò hơi về tiền hiền. Mà chiếm đất đai là ông Trần Kim Tương và ông Trần Kim Bổn lấy cái núi Ngũ Quỳnh Thân á, làm cái đồng lũy để về chiếm đất này để khuê dân là quy dân lập ấp. Ta nói là có quốc quê đông là ở nông nước,
có cây bác là ở Sơn Trà, rồi có cây trung và tây là ở đây, cho nên chỉ là sao cái địa phương ở đây là để là hòa văn huyện quá quê trung tây xã an sở chỉ. Đây là miếu bà mà cụ ông Trần Văn Học đã kể. Trước miếu bà là một giếng cổ châm mà tuổi đời có đến hàng năm, đến nay nước vẫn trong mát. Giếng được lắp ghép bằng những tấm đá granite vuông vức từ trên xuống dưới. Xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 19, miếu bà được xây dựng ngay trên phế tích đền tháp Chăm Hóa Quê. Trong kháng chiến chống Pháp, miếu bà là nơi hoạt động bí mật của lực lượng cách mạng và nhân dân địa phương. Đây là di tích có giá trị trong quần thể khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Khuê Trung, là nơi người dân thể hiện sự ngưỡng vọng, tôn thờ bà Ngũ Hành, hay còn gọi là Ngũ Hành Nương Nương, năm vị thần cai quản năm yếu tố của vạn vật: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tất cả đều biểu hiện tình cảm đối với hình tượng bà mẹ quê hương, bà mẹ đất nước, biểu tượng của sự chở che, phù trì con dân xứ sở để các cộng đồng cư dân trên đất nước Việt Nam sinh tồn và phát triển. Trong quần thể khu di tích Khuê Trung, ngôi nhà thờ chư phái tộc làng Hóa Quê xưa được xây dựng theo kiểu tiền đường hậu tẩm. Nhà thờ tiền hiền được tu sửa nhiều lần, trải qua nhiều thăng trầm nên gia phả đã bị hư hỏng. Do vậy, các vị tiền hiền của làng chỉ còn được ghi nhớ sâu đậm trong tâm khảm các vị cao niên, rồi truyền lại cho con cháu đời sau. Đây là những cây cổ thụ có từ thời ông cố của ông Trần Văn Học. Dù nắng hạn bao nhiêu, quần thể di tích Khuê Trung vẫn mát mẻ bởi được cây đa, cây mục u có tuổi đời vài thế kỷ tỏa bóng. Các cây cổ thụ này được dân làng xem như các vị thần mộc bởi sự cao niên, xanh tốt, lại cùng sinh sống trên vùng đất thiêng của khu di tích và che chở các di tích. Nghĩa trũng Hòa Vang cùng với các phế tích, di tích lân cận đã tạo nên một quần thể di tích gọi là khu di tích lịch sử văn hóa Khuê Trung. Đây được xem như một quần thể đặc biệt hiếm có ở Việt Nam, gồm văn hóa Chăm Ba, miếu bà, giếng cổ Chăm, văn hóa Đại Việt, nhà thờ tiền hiền chư phái tộc, biểu hiện bản sắc văn hóa người Việt Nam với tín ngưỡng thờ phụng tổ tiên, chứng tích truyền thống yêu nước, đấu tranh giữ nước của người Việt Nam. Nghĩa trũng Hòa Vang, quần thể di tích gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển vùng đất Hóa Quê xưa. Quần thể di tích này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di tích cấp quốc gia vào năm 1998, là sự khẳng định cho sự đặc biệt đó. Ở đây truyền thống của nhân dân ta muôn đời từ trước kia là cũng đã hàng năm, tức là cái tu sửa rồi lo cúng tế rồi cũng làm theo cái nghi thức cổ truyền theo cái kim cổ hòa quyện. Đặc biệt là khi mà đất nước thanh bình thì được nhà nước công nhận, thì từ đó đến nay lại còn thêm hưng thịnh. Các chư phái tộc rồi cán bộ nhân dân không những trong phường, các nơi rồi ta về đây ta chiêm ngưỡng thắp hương nghĩa sĩ rồi thắp hương cái chỗ cái miếu bà. Đặc biệt hàng năm, tức là cái công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh Đà Nẵng do ông Lê Văn Đường là giám đốc của công ty, ông đã có một cái tâm mà có thể nói là tất cả những người già chúng tôi trong làng quê nơi trong phường đây cũng rất là trân trọng cái tâm ý của ông là đến về đây dân hương để tế lễ sắm lễ vật để là cúng tạ cái ơn trên đó. Là ơn trên là gồm có là tiền hiền nè, đặc biệt là chỗ bà, ông bà và các cái tướng lĩnh nghĩa sĩ, như thế là cũng cầu nguyện cho ơn trên gia hộ
cho nhân dân địa phương, các chư phái tộc cũng như đặc biệt là trong đó có công ty Nhật Linh. Những cái ngày Tết sắp đến không có năm nào là ông không lo với công việc hết sức quan trọng, tức là nhà thờ Tiền Hiền cũng 5-3 cặp hoa. Rồi ở chỗ miếu bà hoặc là chỗ nghĩa sĩ cũng những cái chậu hoa rất là xinh. Tức là mong muốn cho nhân dân trong toàn phường, nom phụ lão áo cũng như tất cả các cơ quan ban ngành đến trên phường cũng lãnh đạo rồi tất cả cũng phải có một cái sức và có một cái niềm tin. Và luôn luôn mong muốn rằng cái khu di tích này phải được tăng trang và nâng cấp để cái dấu tích lịch sử này được lưu truyền lại cho đời nhiều đời sau, con cháu là chiêm ngưỡng. Và đây cũng là nơi nhiều thế hệ sinh viên đến tìm hiểu, nghiên cứu, phục vụ cho việc học tập của mình. Hôm nay tụi con đến đây để vẽ ghi phục vụ cho công việc bảo tồn di tích, quần thể di tích văn hóa cấp quốc gia. Hiện nay có những cái chi tiết rất là đẹp, những cái kiến trúc rất là có giá trị về cả văn hóa và công nghệ, và có những cái giá trị về thiêng liêng nên cần được bảo tồn và phát triển. Ngược dòng thời gian, làng Khuê Trung có nguồn gốc từ làng Hóa Quê. Làng Hóa Quê hình thành từ rất sớm dưới chân núi Ngũ Hành thuộc quận Ngũ Hành Sơn ngày nay. Về sau, dân cư đông đúc, đất đai được mở rộng, Hóa Quê phát triển thành Hóa Quê Đông, Hóa Quê Tây và Hóa Quê Trung. Hóa Quê Đông nay thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Hóa Quê Tây và Hóa Quê Trung thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ngôi mộ tiền hiền làng Hóa Quê hiện đang tọa lạc cách khu di tích Khuê Trung vài trăm mét đường chim bay. Phường Khuê Trung hiện nay nằm ở phía tây nam thành phố Đà Nẵng, là một trong 6 phường của quận Cẩm Lệ. Trước tháng 9 năm 2005, phường Khuê Trung thuộc quận Hải Châu. Qua nhiều biến thiên, đình làng Khuê Trung bị đổ nát, không được tu sửa, nên hiện nay đình làng Khuê Trung mất luôn dấu tích. Có Khuê Trung đây xã là có 3 cái đình chánh, rồi cái đình thị là ngay chỗ chợ Cẩm Lệ cũ đó là đình thị, còn đình Bổ An là ở đây, ở vùng ở đây thì cái đình thị á thì bây giờ trừ ra là sau khi mà nó mới dỡ tỏa về cái để xây dựng cái chợ ấy, thì hầu nó cũng còn đường cúng kính ở cái đình thị, nhưng mà sao rồi cũng mất gốc rồi di chuyển. Còn cái đình chánh chính là đình chánh là cái cơ sở mà bây giờ là cái hầu nữa Việt Minh là thứ như ở trang đó là có cái cơ sở đó để hội họp tất cả bà con ở hội họp tại cái đình chánh, cho nên cái đình chánh là có cái di tích mà để xây dựng để trở lại rồi cách mạng á, là tất cả số đảng viên những người này kia là ở họp tại đình chánh. Sau khi là dỡ phán đầu lấy cái đình chánh của lòng có cái lòng cái kho để giờ chứa vật liệu về nông nghiệp, cho nên chỉ lần rồi làm toàn lần cái rồi tất cả nhân dân ở chung quanh đó chiếm lần vô thì cũng phá cái đình đó, gần cái đình chánh này nó bị phá hủy. Cụ bà Phạm Thị Luân là người sinh ra và sống ở vùng đất Khuê Trung, Đà Nẵng vào tuổi 93, nhưng vẫn còn nhớ cụ thể về hình ảnh ngôi đình Hóa Quê xưa. Mỗi lần cái đình chánh mà hót là làm lễ 3 năm là đố là một lần đó là có hoạt động gia lễ
cái dân bông rồi, cái rồi bót tôi ông xuống đẹp giang. Thì hồi nó là đình tránh cũng là tôi có đi xuống tôi câu vào nó tôi còn nhỏ. Cái đình tránh hồi nó là chỗ Nghĩa Trũng đó. Từ là Nghĩa Trũng là cái đình tránh hồi trước đó. Tuy đình làng không còn, nhưng hàng năm không gian khu di tích Khuê Trung là điểm hẹn của hội làng rất lớn. Đến hội làng ta từ thổ lưu truyền. Linh thiêng vững bình muôn thổ. Trong mùa lễ hội của Đà Nẵng, hội làng Khuê Trung diễn ra tại khu vực khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Khuê Trung trong thời gian từ ngày 14 đến 16 tháng 3 âm lịch hàng năm. Hội làng có nhiều hoạt động phong phú như hội trại toàn dân làng Khuê Trung, hát tuồng, bài chòi. Các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đập om đất, v.v. Các cuộc thi làm các loại bánh, tem trầu và tái hiện chợ quê với nhiều gian hàng ẩm thực truyền thống. Hội làng tưng bừng sinh động với những hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động truyền thống, lại lắng động thiêng liêng với các lễ tế như tế tiền hiền, tế miếu bà. Trong thời gian hội làng, người dân vừa trải hội, vừa chiêm bái những nơi linh thiêng nhằm mong cầu sự an bình cho thân và tâm để mà hành thiện. Hội làng Khuê Trung kết hợp hài hòa được những hoạt động tâm linh truyền thống với hoạt động tâm linh đương đại. Đây là dịp để bà con hóa quê xưa gặp nhau, ôn chuyện cũ, khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống ngày mai. Giá trị và ý nghĩa vô giá của các hoạt động này là cơ hội kết nối bền chặt tình làng nghĩa xóm, thăm giao, nghĩa phố tình phường. Từ đó càng tự hào về di sản đặc biệt trên vùng đất mình đang sinh sống, tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho thân và tâm để mà hành xử thuận lòng người xây dựng quê hương. Nghĩa Trũng Hòa Vang, các di chỉ chăm, di tích truyền thống người Việt trên địa bàn được xem là những dấu thiêng tại một vùng đất, vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa mang tính chất tâm linh. Cái nguyện của tôi cũng như thể tất cả nhân gian cũng như chính quyền của Khuê Trung á, là ân thành phố làm thế nào để mà xây dựng cái Nghĩa Trũng là cho đoàn hoàng hơn, to đẹp hơn, để cho từ nay về sau có cái đời sau con cháu thừa ở đó để mà lo cúng kính, để cho có cái di tích mà ở trên đã thừa nhận. Khu di tích Khuê Trung cùng các lễ hội gắn với khu di tích đã góp phần tạo nên sự phong phú cho di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của thành phố Đà Nẵng. Khi tập phim này sắp hoàn thành thì thành phố Đà Nẵng đã thống nhất kế hoạch cải tạo, nâng cấp Nghĩa Trũng Hòa Vang với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Dự án này hoàn thành sẽ làm cho khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Khuê Trung khang trang hơn, vong linh các anh hùng nghĩa sĩ càng thêm ấm áp và người dân Đà Nẵng càng thấy tự hào hơn về di sản quý giá của quê hương mình.